Sang trái đi đó mình ạ. Mình ơi. Đi. Sang trái một tí, cam sang trái một tí.
Mời quý vị và các bạn quay trở lại với sân bóng Thành Công. Và trong lượt trận thứ hai của buổi sáng hôm nay thì sẽ là trận bán kết giữa Hội Hòa và Tảo Linh trong khuôn khổ giải bóng đá Cúp Anh Sơn quê tôi lần thứ 7 năm 2023. Các cầu thủ đang có tí đập tay trước khi vào hiệp thi đấu đầu tiên. Và trong trận bán kết hai này vẫn là hai trọng tài điều hành trận đấu. Và những thủ tục cuối cùng đang được hoàn tất để bước vào hiệp thi đấu đầu tiên. Làm kiểu ảnh quá đẹp dài. Anh biết tổng tài tên gì chưa? Cao trưởng tên kia là gì nhỉ? Tên kia là gì anh? Đọc tổng tài. Quang Trung. Đọc luôn tên tổng tài. Đọc Quan Văn Trường với Ngô Quang Trung. Đây là ao ròm, gọi là ao tí. Tiếng còi của trọng tài chính đã vang lên và hiệp thi đấu đầu tiên chính thức được bắt đầu. Bảo vệ khung thành bên phía tay phải mà đánh đấu rất nguy hiểm. Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên tôi chưa có kịp đọc danh sách thì đã có tí gọi là bối rối tới từ cao thủ bên phía của FC Tảo Linh rồi. Bảo vệ khung thành bên phía tay phải của quý vị và các bạn là những cầu thủ đến từ FC Tảo Linh ra sân với trang phục áo vàng quần sảnh. Gồm các cầu thủ như sau: trấn giữ khung thành là thủ môn báo số 1 Đình Hảo, số 37 Văn Mạnh, số 28 Văn Phúc, số 12 Văn Huy, số 15 Viết Cường, số 10 Bá Quân và cuối cùng là cầu thủ mang số 24 Việt Nam. Ngược lại thì là bảo vệ khung thành bên phía tay trái của quý vị và các bạn là những cầu thủ đến từ FC Hội Hòa ra sân với trang phục áo xanh quần sảnh, gồm cầu thủ như sau: mang số 7 Đức Nghệ, số 8 Văn Luân, số 10 Hữu Hầu, số 11 Ngọc Hoàng, số 18 Hữu Mạnh, số 88 Anh Tuấn. Vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cả, rất nguy hiểm. Ngay từ những phút đầu tiên thôi thì chúng ta đã thấy được những sự nguy hiểm được tạo ra bởi cầu thủ bên phía FC Hội Hòa. Và còn hai cầu thủ cuối cùng trong danh sách cầu thủ của Hội Hòa đó chính là Nguyễn Anh Tuấn vào số 88 và Phan Ngọc Tài vào số 86. Ủa, rất điểm rất căng. Đường truyền là khá ổn. Sau đó thì bóng lại thuộc về chân cao thủ áo xanh. Những cú ra vào là hợp lý và là những màn chào sân cực kỳ ấn tượng tới từ cầu thủ của FC Hội Hòa. Ừ.
Trọng tài xác định sẽ là một tình huống phạt góc dành cho cầu thủ áo xanh. Không được. Quyết định phạt bóng an toàn tới được cầu thủ áo vàng. Làm tí trở lại nào, đây rồi. Không được. Vẫn quá đơn giản tới từ thủ môn Đinh Hảo. Chúng ta đang thấy được một sức nóng trên sân được tạo ra bởi hai FC Hội Hòa và Tào Linh. Cho tới thời điểm hiện tại thì Hội Hòa đang là đội có nhiều câu lạc bộ hơn, và đây sẽ là một đợt lên bóng mới của Hội Hòa. Thả nhẹ xuống đáy biển, cố gắng đưa bóng vào trong nhưng không thành công, và phản công dành cho cầu thủ bên phía của FC Tào Linh. Không được, mất bóng rồi. Và cuối cùng đó sẽ là một cú đá biên dành cho cầu thủ áo xanh. Người thực hiện sẽ là Hữu Mạnh. Đạp đường là khá tốt này. Có quá nhiều những cái bóng áo vàng bủa vẩy. Rất nghệ sĩ. Người rất quả dẻo tới từ cầu thủ áo số 8. Và quả đá phạt này sẽ được thực hiện bởi cầu thủ bên phía FC Hội Hòa. Một cự ly là khá xa so với khung thành của thủ môn Đinh Hảo. Đóng đi, đóng rất căng nhưng không thể qua hàng rào. Chưa tìm thấy điểm đích để có thể thực hiện một cú chuyển. Cuối cùng bóng thuộc về chân cầu thủ áo vàng. Nhưng sau đó thì có rất nhiều những cái bóng áo xanh đang bùa về. Bóng vẫn trong sân. Tài đã nổ ra ngoài đứng biên rồi. Hiện tại người đang đèo bằng đội trưởng bên phía của Tào Lĩnh là cầu thủ áo số 12 Văn Huy. Với một gương mặt của thủ lĩnh thì liệu rằng trong trận đấu này Văn Huy sẽ thể hiện như thế nào? Đưa bóng xuống đáy biển. Làm gì đi? Đưa bóng vào trong. Văn Huy! Văn Huy! Không phải! Có vẻ như là không gian sút không thực sự thuận lợi cho Văn Huy trong tình huống vừa rồi. Và đem lại cho cầu thủ Tào Linh một quả phạt góc. Xin lỗi quý vị và bạn, là người đeo băng đội trưởng không phải là Văn Huy, mà là cầu thủ áo số 10 Bá Quân. Hiếu Âu mất bóng.
bóng rồi. Cổ động tác giả rất khó chịu đến từ báo quần. Tổ chức đá biên trong tình huống này là hơi lâu. Dọn bóng vào trong, khống chế là ok. Tung ra một cú dứt điểm chân trái, nó lại là hơi yếu. Đơn giản chỉ là một tình huống phát bóng lên tới tuyển thủ môn mà thôi. Sau tình huống tranh chấp vừa rồi thì đã có một cầu thủ áo vàng bị đau. Bóng vẫn trong sân, nỗ lực đưa bóng vào trong nhưng đẩy bóng là hơi dài. Quả đây mà quả đây đặt lòng luôn nhỉ. Tâm lý và người đeo băng đội trưởng bên phía của Hội Hòa là cầu thủ Mao số 7 đứng lại. Hay còn biết đến với tên thật là Đoàn Văn Đức. Quả đá biên sẽ được thực hiện bởi Văn Luân. Và trong lượt trận thi đấu đầu tiên của buổi sáng hôm nay thì các cầu thủ Cập Sơn đã giành chiến thắng rất đậm đà với tỷ số 4-0 trước Đức Sơn. Liệu rằng trong trận thi đấu này thì các cầu thủ của hai đội Hội Hòa và Tào Lĩnh sẽ có một màn trình diễn như thế nào? Và đây sẽ là một cú đua tốc độ tới từ cầu thủ bên phía của Tào Lĩnh. Căng rất sệt nhưng phệt lại hết đường biên ngang. Đức Nghệ, Đức Nghệ, đường chuyền của Đức Nghệ xoay sở cực kỳ tốt. Văn Luân chuyển làm sang bên phía cánh trái, sau đó thu hồi bóng về khi mà hàng phòng ngự của Tào Lĩnh đang rất đông. Những cú chuyền mang thương hiệu của Văn Luân. Thank you.
đã có những gọi là lời thì thầm rất nhỏ nhẹ của cầu thủ Hội Hòa cho tình huống đá phạt này, và kịch bản sẽ như thế nào? Đó là một tình huống mồi bóng hay đó sẽ là một tình huống sút ngẩy? Mồi bóng của Văn Luân. Nhưng sau đó là một cú đệm lòng không chính xác. Sáng chuyển nhà Bá Tuân. Kẹt vặn luôn. Chơi bóng đi. Phá bóng an toàn. Ok. À hồi câu lên. Đánh đầu vào trong. Vẫn là những sự chủ động tới từ cầu thủ áo số 88 Anh Tuấn. Hiện tại anh Tuấn đang thi đấu một cách vô cùng tỉnh táo cũng như là chắc chắn ở hàng phòng ngự. Đợt lên bóng của Tào Lĩnh rất có nét nhưng vẫn chưa thể đánh bại được bức tường anh Tuấn trong những tình huống vừa rồi. Đấy rồi, thả nhẹ xuống đáy biên, đưa bóng vào trong nhưng không thành công. Đã có những sự nhắc nhở từ thủ môn Đình Hảo dành cho các đồng đội của mình để bố trí những tuyến phòng ngự, những đối sách cho những pha, những đợt tấn công đến từ Hội Hòa. Không có bàn thắng dành cho Hội Hòa sau một tình huống sóng gió trước khung thành của thủ môn Đình Hảo. Vẫn còn Hữu Âu được chơi xuống đáy biên, người bóng lót kịp thời lại là Văn Mạnh. Đóng này. Áp sát kịp thời là của Bá Quân, đội trưởng của Tào Lĩnh. Anh Tuấn. Một cú lắc nhẹ cái sườn.
Màn trình diễn là khá tuyệt vời, thế nhưng mà trọng tài đã cắt còi. Rất nguy hiểm. Và vừa rồi thì cầu thủ mang số 11 Giản Ngọc Hoàng đã khai thông thế bế tắc cho trận đấu bằng một tình huống trước thời cơ cực nhanh sau những pha xử lý sai lầm tới từ cầu thủ phòng ngự bên phía của Táo Linh. Và hiện tại thì cầu thủ áo xanh đang vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0. Một bàn thắng nâng tầm. Và trận đấu này sẽ cực kỳ cuồng nhiệt về sau thì đã có một bàn. Về bóng cầm giày rất khó chịu. Và luôn trả bóng lên trên. Những người chủ động hơn trong tình huống vừa rồi là cầu thủ áo số 24 Phạm Việt Nam. Pha bóng an toàn, một quyết định hợp lý. Bóng được lượt chuyển rất nhịp nhàng. Một quả đá phạt sẽ được thực hiện bởi Bá Quân. Cự ly lần này là hơi xa. Chúng ta cùng chờ đợi vào tình huống phạt góc lần này.
tiếp tục là phạt góc. Rút bóng vào trong, rút thẳng vào tay thủ môn. Cho tới thời điểm hiện tại thì tỷ số vẫn đang là 1-0. Tạm thời nghiêng về cao thủ Hội Hòa. Rất khéo léo. Bóng lại thuộc về kiểu của sau thủ áo vàng. Và Phúc nỗ lực cứu bóng là của Bá Quân. Phút thi đấu thứ 25 rồi, 26 rồi. Còn 4 phút thi đấu nữa thôi thì hiệp thi đấu đầu tiên này sẽ kết thúc. Và luôn. Khống chế là ok này. Đứng nghệ. Vẫn là những tình huống chủ động ra ngoài vòng cấm đến từ thủ môn bên phía của Tào Lĩnh. Lắc nhẹ cái người, đường chuyền là hợp lý. Hiểu không? Đây rồi, bắt luôn. Cú bấm bóng quay đầu cực kỳ nghệ sĩ của Văn Luân, đánh bại hoàn toàn thủ môn bên phía của Tào Linh. Và cuối của những phút cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên thì các cầu thủ của họ là tiếp tục vươn lên với bàn thắng thứ hai. Hiện tại tỷ số đã là 2-0, tạm thời nghiêng về cầu thủ Hội Hòa. Chậm
chúng ta sẽ còn hiệp thi đấu thứ hai cho những nỗ lực cũng như là những tính toán của các cầu thủ Tào Linh. Không để họ cơ hội. Anh Bạch. Thấy người à? Long Bạch. Khi mà cầu thủ họ là đang thi đấu một cách rất lăn léo cũng như là lấn lướt. Phá đi anh ơi, nhặt tên chi được. Một luôn. Bỏ đi. Ê, đá biên mà. Trọng tài thông báo hiệp thi đấu đầu tiên còn 1 phút nữa. 1 phút bù giờ thì đúng hơn. Trong hiệp thi đấu đầu tiên này thì cầu thủ Hội Hòa đã cầm vội cho mình là 2 bàn thắng rồi. Dự là một hiệp thi đấu thứ hai sẽ chơi dễ dàng hơn đối với các cầu thủ của Hội Hòa. Và bên phía của Tào Linh có sự thay đổi người đầu tiên. Người vào sân là cầu thủ mang áo số 99. Đứng Nghệ quyết định đóng cầm đến từ Đứng Nghệ. Một cú na đại đắc tầm xa đến từ đội trưởng mang số 7. Đang thuộc biên chế của Hội Hòa FC. Văn Luân, cú tiểu của Văn Luân. Đứng Nghệ lui về bọc lót cực kỳ kịp thời. Trong những tình huống mà cao thủ Tào Linh có xu hướng phản công. Và vừa rồi là tình huống đá chui cuối cùng của hiệp thi đấu đầu tiên. Mời quý vị và các bạn nghỉ giải lao trong 1 phút trước khi quay trở lại bên phải.
Mời quý vị và các bạn quay trở lại về bài trận đấu giữa FC Hội Hòa gặp FC Tào Lĩnh trong khuôn khổ giải bóng đá Cúp Anh Sơn quê tôi lần thứ 7 năm 2023. Và trong hiệp thi đấu đầu tiên, với việc thi đấu lấn lướt hơn thì các cầu thủ bên phía FC Hội Hòa đã tạm thời dẫn trước với tỷ số 2-0. Và trong hiệp thi đấu thứ hai này thì bảo vệ khung thành bên phía tay phải màn hình của quý vị và các bạn là những cầu thủ đến từ FC Hội Hòa, và ngược lại là các cầu thủ tới từ Tào Lĩnh. Trọng tài xác định sẽ là một tình huống đá biên dành cho cầu thủ áo vàng. Do bóng vào trong, rất nỗ lực đánh đầu tới từ bé quần. Ao chỉnh quá. Gì?
đánh đầu. Khống chế là hợp lý. Xử lý bóng rất khéo léo nhưng mất bóng rồi. Cơ hội sẽ thuộc về cầu thủ bên phía Oliva. Chắc chắn. Nhưng đó là một cú đấm bóng xuất sắc tới từ thủ môn Đình Hảo. Đấy, xử lý nhanh. Sau, nhanh hơn. Đấy, nhanh bóng bên. Nhanh lên, xử lý quá chắc. Dọc biên mất bóng. Bóng đi hết đường biên dọc và đó sẽ là một tình huống đá biên cho Đức Nghệ. Đức Nghệ. Văn Luân. Bá Quân. Tranh chấp là cực kỳ quyết liệt. Trận đấu tạo ra quá nhiều những điểm nóng trên sân. Xuất hiện Đình Hảo. Đình Hảo đang lên rất cao. Một phong cách chơi rất giống Onana, thủ môn của MU. Tại tỷ số vẫn đang là 2-0 nghiêng về cao thủ bên phía của Hội Hòa FC. Một tình huống tranh chấp giữa Đức Nghệ và Trần Văn Mạnh. Đình Hảo sẽ là một đợt tấn công sang bên kia hay là cánh phải. Quyết định qua người tới từ cầu thủ mang số 37 Văn Mạnh là không thành công. Có vẻ như cầu thủ áo vàng đang khá bế tắc trong việc triển khai tấn công và khoan vào hàng phòng ngự của cầu thủ Hội Hòa FC. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì cầu thủ đá cao nhất lại là Văn Luân. Cầu thủ rất gọi là quả dẻo. Vẫn chơi rất bình tĩnh. Bắt bóng rất gọn gàng. Đây là Hữu Âu.
À, xin lỗi quý vị và các bạn, à, đúng rồi, đây là Hữu không? Mất bóng rồi. Ok này. Động tác rẻ rất khó chịu, mất bóng và cơ hội phản công dành cho cầu thủ bên phía của họ là đã bị dập tắt bởi hàng phòng ngự của Tào Linh. Tình huống bàn bật mang tính cơ bản. Bá Quân không thể đoán được đường chuyền vừa rồi. Giải nhiều mới xem được. Có check gì không? Có cái bên tí anh Sơn thì. Đây là tôi, qua rồi, sút điểm đi, lên được cột sao mất rồi, rất đáng tiếc, một tình huống bỏ lỡ cơ hội 10-10 tới từ cầu thủ áo số 11 Giản Ngọc Hoàng. Và đây sẽ là một cơ hội khác, nhưng đó chỉ là một tình huống phá bóng an toàn mà thôi. Đây là đây rồi, cơ hội làm lại cho Giản Ngọc Hoàng nhưng vẫn không thành công. Có vẻ những ham muốn về bàn thắng của Giảng Hoàng lại đang gọi là đối nghịch với đôi chân của anh ấy. Liên tục là những tình huống chuyển bàn thắng thành cơ hội rất đáng tiếc. Có vẻ như là cái duyên ghi bàn vẫn chưa đến. Vẫn luôn. Nhưng sự ra vào lần này là hợp lý. Tới từ thủ môn Đình Hảo. Đừng nghệ. Bá Quân. Pha đánh đầu mang tính cảm giác của Bá Quân. Tuấn ơi. Thầy ai? Số mày đâu? Số mày đâu? Anh ấy thay số mày thôi. Số 3 thấy chỉnh chỉ đi. Số 3 thấy chỉnh chỉ. Tím chín mới vào. Tím mới vào ra luôn. Đi nào. Nếu ngồi đã không được phải ra thôi. Chúng tao mà. Từ tối mà chơi. Xử lý rất khéo léo. Đây là phân luân. Đây rồi. Được đi. Một tình huống xử lý bóng cực kỳ tinh tế và chuyên nghiệp tới đối thủ Đức Nghệ. Tình huống xử lý gọi là quá gọn gàng, ngon lịm như mía lùi luôn. Chúng ta cùng xem lại pha bóng vừa rồi. Một pha bóng mà Đức Nghệ vừa ghi là đánh bại hoàn toàn thủ môn Đình Hảo trong tình huống vừa rồi. Tỷ số hiện tại là 3-0 dành cho cầu thủ bên phía UFC Hội Hòa. Trong buổi sáng hôm nay là hai trận bán kết với rất nhiều bàn thắng. Có vẻ như cầu thủ bên phía UFC Hội Hòa càng đá càng bày. Đây là Văn Hữu Lợi.
Đây là Văn Luân. Được chuyền vào Văn Luân. Định thực hiện một tình huống chọc khe nhưng không thành công. Sẽ là phản công dành cho cầu thủ bên phía của FC Táo Linh. Đội bóng vào trung lộ nhưng không có lỗi. Và đây sẽ lại là một đường phản công ngược. Đứng lại. Không được rồi. Liên tục là những tiểu phẩm trên sân thành công ngay lúc này. Sau tình huống vừa rồi thì có vẻ như một cầu thủ bên phía của Hội Hòa đang bị đau. Rất quằn quại. Trận đấu sẽ phải gián đoạn trong một thời gian ngắn, chỉ tầm một phút thôi. Đã có những tình huống nhắc nhở tới từ trọng tài. Hào ơi. Gây áp lực tay làm gì, thiệt cho mình. Hay cài nhất. Xem số 3 tên gì em? Số 3 bên Tào Linh anh. Tài Dương Xuân Huy. Huy à? Tài này anh chỉ đạo luôn. Lỡ ngớ là có thể. Nó hay cãi quá. Đây nào. Tốt anh ơi. Dọc biên. Bắt bài ngay. Và đã có bàn thắng rút ngắn tỷ số dành cho cầu thủ bên phía của Tào Linh. Và người vừa ghi bàn là cầu thủ áo số 37 Trần Văn Mạnh. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-3. Ngoài đường biên thì các cổ động viên đang vô cùng náo nhiệt. Đây rồi, không được. Một tình huống hơi hớ hình của Hữu Hầu. Nhưng bóng vẫn còn trong sân, quyết định dứt điểm chân phải. Và đó là thứ tư dành cho cầu thủ bên phía của FC Hội Hòa. Người vừa ghi bàn nếu tôi không nhầm là cầu thủ báo số 18 Hoàng Hữu Mạnh. Một Mạnh ơi. Một tình huống gọi là dép phải, dứt điểm chân phải của Hữu Mạnh. Rất chủ động. Những tình huống tham gia tấn công của Đình Hảo mang tính con dao hai lưỡi. Mất bóng là rất nguy hiểm. Hợp lý rồi. Đội, một đội xanh một đội vàng vào chứ không hai đội vàng vào có đá. À, bóng an toàn. Hãy subscribe.
đá đi. Tập trung đá đi. Trẻ trả rất tốt. Cố gắng đưa bóng vào trong. Dứt điểm ngay. Không được. Ta đứng lên là chưa thực sự hợp lý tới từ báo quần. Anh Tuấn Văn Luân sẽ là một cú trèo. Xin được 30.000 rồi. Đánh đầu. Hiểu không? Sẽ là một tình huống đá biên cho Hội Hoa FC. Văn Luân. Rồi. Nhưng có vẻ như là bàn thắng thứ 5 đã đến với cầu thủ bên phía FC Hội Hòa. Đá rất đá lưới. Em không biết của nó. Lại được không? Đưa trên này được. Trên này được không? Trên này được. Nhưng của nó vào chưa? Vào rồi mà. Không, thực ra cũng nhanh quá. Vào rồi. Không sai đâu anh ơi. Check rồi, vào rồi. Đâu trung lộ. Báo quần. Quay người dứt điểm ngay. Vào luôn. Đứng nghệ trong trận đấu này, nếu tôi nhớ không nhầm thì đã có cho mình một cú đúp. Ui, không được. Không lên được.
bạn đã cốc lên rồi. Phút thi đấu thứ 52. Tỷ số hiện tại đang là 5-1. Một tỷ số rất đậm. Không được, vẫn chưa thể đánh bại được Đức Nghệ trong tính vừa rồi. Đấm bóng tốt. Dương Xuân Huy, cú treo bóng rất cao. Đây rồi. Lắc rất nhiều. Tôi giản Ngọc Hoàng. Đập sân nhảy. Là những tình huống bam bật giữa Xuân Hiến cũng như là thủ môn Đình Hảo. Đến giờ phút này thì có vẻ như không còn quá nhiều những cơ hội cho FC Tào Lĩnh. Quyết định đọc chọc thẳng trung lộ. Vẫn còn Dương Xuân Huy thì đưa bóng vào trong, mất bóng rồi và cơ hội phản công dành cho cầu thủ bên phía của Hội Hà FC. Và đang có bóng là cầu thủ báo số 88 Anh Tuấn. Đường truyền lệch sang bên phía hành lang cánh phải. Dương Xuân Huy sẽ là người thực hiện từ ngoài đây bên lần này. Đó sẽ là một tình huống đóng ngày thì không thành công. Hội Hòa đang găm cho mình tới 5 bàn thắng và chỉ để thua 1 bàn trong trận đấu này. Và có vẻ như trận đấu này sẽ kết thúc với tỷ số cực kỳ đậm đà. Và cầu thủ áo vàng đang bị cuốn theo lối chơi của Hội Hòa. Một trận đấu mà cực kỳ nhiều sắc màu mà cầu thủ áo xanh tạo ra. Anh Huy ơi, Hoàng anh Huy ơi, số ba. Nói chung cần em nhớ tiền. Đóng ngay. Một cú sút chỉ mang tính giải tỏa tâm lý của Hữu Âu thôi. Đình Hảo. Mày bình luận chưa? Áo ơi lại vào đây. Những lời nhắc nhở đến từ cổ động viên. Xin chia sẻ một tí. Hữu Âu là năm nay đã 36 tuổi, chưa lấy vợ. Thay mặt cổ động viên của Hoa Hội đề nghị Hội Hoa đề nghị Nguyễn Hữu Âu là nhanh chóng lấy vợ để anh em được ăn cỗ. Nguyễn Hữu Âu là người thuê à? Bay, 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 bay
ngoài sân bóng ra thì các cổ động viên còn quan tâm tới tất cả những gọi là đời sống tinh thần. Tranh chấp rất căng, liệu có bàn thắng cho cầu thủ áo vàng hay không? Cú sút gọi là nỗ lực sút vặn sườn. Sút là hơi thiếu trách nhiệm. Phút thi đấu thứ 58, tỷ số hiện tại vẫn là 5-1. Và chúng ta sẽ có 5 phút thi đấu bù. Năm phút thi đấu chính cuối cùng của trận đấu này. Văn Luân rất nhiệt tình trong tình huống lên bóng. Vẫn là Văn Luân. Mất bóng rồi, Đào Quân là người chủ động hơn. Văn Luân rất là buồn cười. Văn Luân vào không? Hình như là vào rồi. Tỷ số được nâng lên 6-1. Một bàn thắng mà rất là đơn giản được ghi bởi Văn Luân. Bao tay lên khởi đầu với trận nhanh như thế. Hiếu Hồ đây rồi. Chơi có bàn thắng không? Không có bàn thắng dành cho cầu thủ áo số 12. Trường An đang tìm cho mình một cái duyên ghi bàn. Trong hiệp thi đấu thứ hai này thì Trường An đang thi đấu ở vị trí cao nhất. Và trọng tài vừa thông báo sẽ có 3 phút bù giờ cho trận bán kết 2 giữa Hội Hòa và Tào Linh. Sự bóng là khá khéo léo này, Trường An tranh chấp rất tốt. Ám sát rất nhanh nhưng có lỗi rồi, có lỗi tới từ Trường An. Cú mắc chân thủ môn. Thế hiện tại thì các cầu thủ bên phía của Tào Linh dường như là không còn cơ hội nữa rồi. Và bên phía Hội Hòa liên tục là những sự thay đổi người mang tính chiến thuật. Hiếu Âu rời sân để nhường chỗ cho cầu thủ áo số 26. Xuân Trường. Xuân Trường. Xuân Trường vẫn chưa có cơ hội chạm bóng. Mất bóng nhưng mà Đình Hảo đã rất khó chịu tới từ Đình Hảo. Đây rồi, không được. Vẫn chưa có bàn thắng cho Xuân Trường.
À, chưa bàn bàn thắng cho Trường à? Rồi, có coi. Cú sút vừa rồi cũng có vẻ như là sẽ đá bay trận đấu này. Trường An chéo bóng tốt này, ngã mất rồi. Vẫn còn. Trường An. Sát nhanh giữa Trường An. Trận đấu này sẽ sớm kết thúc mà thôi. Quyết định đi bóng rất là léo nhưng không được. Một cú đảo như giang lạc tới từ anh Tuấn và đường chuyền cực kỳ hợp lý. Trường An vừa rồi là bàn thắng cuối cùng của trận thi đấu bán kết hai này, kết thúc ngay tỷ số là 7-1 dành cho cầu thủ bên phía Hoa FC. Xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những trận đấu tiếp theo.